Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là tiền đạo Son Heung-min mùa giải World Cup. Son Heung-min là một trong những con hàng quốc dân mà các huấn luyện viên cũng thường sử dụng anh cho một vị trí trên hàng công. Đứa con này của Netson cảm giác luôn được trau chuốt một cách tỉ mỉ với độ bá đạo và độ ảo ma trong những tình huống rê dắt, hay đặc biệt hơn là ở khả năng dứt điểm. Với một độ uy tín cực cao mỗi khi ra chân, Son luôn cho anh em một cảm giác tự tin khi cầm anh để kết thúc một đợt tấn công. Tiền đạo của Tottenham Hotspur có thể nói là có thể ghi bàn ở mọi góc độ, từ những góc sút dễ đến những góc sút cực khó. Son Heung-min luôn biết cách gieo sầu cho GK mỗi khi giáp mặt với những cú sút của cầu thủ người Hàn Quốc. Nhờ vào khả năng dắt đê cực tốt của mình, nếu xếp anh chơi ở hai hành lang biên, những tình huống ngoặt bóng vào trung lộ rồi cứ lồng về góc xa là một trong những cách ghi bàn ưa thích của mình mỗi khi chơi tiền đạo người Hàn. Có lẽ sẽ là hoàn hảo hơn nếu Son cũng bén như vậy trong những tình huống không chiến, bởi tính sát thương trong những pha lắc đầu của Son không được ổn định, cho nên cần phải có những quả tạt đủ chất lượng, và Son đang có một vị trí đủ tốt thì họa may anh mới có thể ghi bàn. Còn những tình huống di chuyển không bóng của Son vẫn rất hay như những mùa giải khác, nhất là những tình huống leo biên, Son rất nhanh trong việc dâng lên, giúp anh em có thể mở ra một đợt phản công cực nhanh về phía đối thủ. Khả năng rê dắt của tiền đạo người Hàn cũng tương tự như các phiên bản trước, vẫn là những pha xử lý bóng xoay sở mềm mại đến từ cầu thủ người Hàn Quốc. Việc cầm Son để xoay sở trong một không gian hẹp hay rê dắt qua người là việc không mấy khó khăn. 4 sao skill cũng là vừa đủ cho các anh em có thể sử dụng. Tốc độ của Son là rất nhanh cho những tình huống đua tốc ở bên cánh, cũng như cho những tình huống băng lên để nhận được đường chọc khe từ các tiền vệ. Về sức mạnh, mình đánh giá ở mức trung bình khá, Son sẽ không quá khỏe cho các tình huống đè ngang vai. Bù lại, cầu thủ người Hàn một khi đã có lợi thế vượt lên trước hay những tình huống che bóng, anh luôn tỏ ra khá vững chãi và không chịu nhiều tác động từ đối phương ở phía sau. Khả năng làm bóng, kiến tạo của Son cũng là khá tốt. Son khi cần thiết cũng rất biết cách thả những quả bóng một cách hợp lý để các đồng đội của mình thuận đà băng lên dứt điểm về phía khung thành của đối phương. Mà đâu chỉ có thế, ngoài việc băng bật đập nhã rất ok với các đồng đội, những quả tạt từ hai biên của Son thường mang đến những mối hiểm họa dành cho đối thủ. Nếu anh em cần một con hàng chạy cánh, vừa có kỹ năng rê dắt tốt, vừa có khả năng tạt bóng tốt, cũng như cần luôn một khả năng dứt điểm uy tín, thì Son Heung-min vẫn luôn là một sự lựa chọn rất đáng tin cậy. Tổng kết lại, thực sự review Son đôi khi hơi thừa vì mùa nào mình thấy anh đá cũng hay cả. Theo mình thì đây là một phiên bản thay thế cho mùa 22 Totti, với việc chỉ nhỉnh hơn một lương và mức giá là rẻ hơn rất nhiều so với mùa 22 Totti. Và đó là bài review của mình về Son Heung-min mùa giải World Cup. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.